Luôn rồi. Chết queo quá gì luôn rồi. Dữ vậy. Nó mệt dữ vậy. Lẻ từng nhánh hết đi. Bây giờ nếu mà nó quấn quá thì bây giờ bứt cọng dây đi. Cắm cọng dây đi, bắt con cá chè lên trước. Bắt con dây sẵn nó chạy luôn á. Quá trời luôn. Quá phóng to. Vô cá được hả? Chưa thấy nữa. Chứ già quá. Anh lấy con thấy con cá, con mới thấy đi. Già bỏ bớt. Vậy thôi. Vậy thôi. Chắc ngồi lại luôn á. Bẻ cái nhánh nó đi. Không à. Ôi là trời, chết ngay kìa. Tí. Ôi là trời, chết luôn này còn gì nữa. Chết rồi. 2 ký à. Chắc cỡ ký mấy quá. Nhầm mà bả nó lôi tự bả qua tới này. Trời. Ha. Nè, đứt lưỡi à. Con này còn sống là... chứ. Trời ơi, chi nó lôi. Cá khổng lồ luôn. Nó lôi mày thấy cần câu đi, thì qua tới nó luôn, lôi ngược lại luôn. Nãy nó căng bỏ căng 2,8 kg. Là trời, chi nó lôi. Tao chạy ra sao tao hỏi tí có lấy thằng câu không đâu mất tiêu rồi. Nhìn lại nó lôi tới ngoài lưới mày rồi. 2,8 kg. Dạ, mở cửa rào lấy cái dao mở vô cho ba tí. Dạ. Là nuốt dạ luôn, nó nuốt vô một khúc luôn rồi nè. Kè, còn kè, còn thấy được câu kìa. Nè, tao dở lên gì nữa. Ôi, cái bọn trứng nó dữ luôn nha nào. Quá khủng khiếp. Cái này cá chê lai hay là cá chê trắng? Cá chê đợt trước mà mình thả xuống cá chê lai chứ không phải cá chê trắng. Lai. Vàng lai đó chứ không phải trắng.